Xin chào mọi người, đây là trường Trung học Phổ thông huyện Bình Liêu đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây phía trước ở bên ngoài cổng trường thì công nhân đang hoàn thiện về công viên để chuẩn bị đưa ngôi trường Trung học Phổ thông Bình Liêu chuẩn bị vào khánh thành. Ngôi trường được xây dựng trên một cái vị trí rất là đẹp. Phía sau là cảnh quan núi rừng. Còn phía trước thì là cái tuyến đường đi từ Hoành Mô đi từ Bình Liêu đi cửa khẩu Hoành Mô. Ngôi trường rất lớn mọi người ạ.